Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, vợ chồng chúng tôi Kim Ngân và Hùng Béo đã đến Phú Quốc và ở khách sạn Vinpearl. Đây là khách sạn Vinpearl đây, từ ở phòng của tôi nhìn xuống và nhìn ngang là như thế này. À, đây khách sạn Vinpearl. Bây giờ nghỉ ngơi rồi thì đi khám phá Phú Quốc. Khám phá Phú Quốc về đêm ở đây, cái khung cảnh của Vinpearl rất là đẹp. Họ làm những cái hình ảnh của bên Âu Châu này nọ đó rất là hay, nên bây giờ hai vợ chồng cùng đi khám phá, cùng đi xem múa nước rồi ăn tối nha. Kim Ngân nhìn, đây là khách sạn Vinpearl Holiday. Hai vợ chồng đang ở đây nhìn xuống, đó là hồ bơi, và nhìn ra thì đó là cảnh Vinpearl ở đây. Ở ngoài kia là ăn uống vui chơi, thấy cái vòng tròn xích tu đó là đủ hiểu rồi. Bây giờ hai vợ chồng đi khám phá chỗ vui này ở tại Phú Quốc. Hai vợ chồng chúng tôi ở khách sạn này, ở đằng sau tôi có chữ đó là Vin Holidays Fiesta. Fiesta là một bữa tiệc, Holidays là lễ nghỉ, Vin Holidays Fiesta là ở đây, nghỉ ở đây ha. Giờ hai vợ chồng đi bộ lang thang về đêm, khám phá khu vực này, rồi tới các hàng quán ăn nha. Đang đi bộ chơi ở đây, quang cảnh ở đây, ở tại Vinpearl ban đêm, hai vợ chồng đi lang thang. Đi em. Đi tiếp em. Khám phá đi chơi đêm ở Vinpearl Phú Quốc. Đi bộ cho khỏe. Ở khu vực Vinpearl này khách khứa cũng đông lắm, họ đi chơi cũng nhiều. Bảo tàng gấu, đây là quang cảnh đi bộ về đêm ở đây, khám phá Vinpearl ở khu vực này, đi bộ ban đêm cho vui thôi, rồi coi cảnh này cảnh nọ, đi ăn đi uống. Hai vợ chồng đi bộ lang thang ở đây, từ đoạn này qua đoạn này, đi bằng đường như thế này đây. Đi tới đây là biết là mình đi đúng rồi, vì có cái vòng đó, vòng chơi đó. Ở chỗ này là Grand World đây. Ở chỗ này có múa nước đây, xem thử là hôm nay có múa nước hay không nha. Đọc các thông tin Grand World đây rồi. Về đêm Grand World về đêm đây.
đây là chỗ Tinh Hoa Việt Nam. Rất đông đảo du khách ở đây tham dự đêm chương trình Tinh Hoa Việt Nam. Quang cảnh ở đây rất đông người Việt xem chương trình và du khách đây đông lắm. Ở đây là Tinh Hoa Việt Nam. No. Đây là một trong những màn ở trong Tinh Hoa Việt Nam. Ở đây cũng rất đông du khách để xem lắm. Đây là ở trong khu Vanguard ở Vin Holiday đây. Rất đông người du khách Việt Nam nha. Gì thế? Nóng quá. Để khám phá thành phố không ngủ Grand World, Phú Quốc United Center. Xin cảm ơn những diễn viên tuyệt vời của chúng ta. Thank you very much for taking your time to come to the concessions of Vietnam. And soon we are inviting all of you to take a photo with the beautiful actors and actresses of the show. Cùng cảnh ở đây như thế này đây. Khám phá về đêm khu vực này. Đi chơi cho biết. Họ làm quang cảnh ở đây y như là ở châu Âu. Cảnh y như châu Âu, cho vui. Một trong khung cảnh ở nơi đây, tại Phú Quốc. Khu này là ở Vinpearl đây. Đang đi bên kênh đây, sát bên bờ kênh. Một cảnh khác ở đây. Bây giờ hai vợ chồng ra đây ngồi ăn tối rồi coi múa nước nha. Ăn tối có uống rượu vang chút xíu để coi múa nước. Cái cảnh ở đây, đây là cảnh đang ngồi đợi xem múa nước. Cảnh múa nước như thế này đây. Cảnh múa nước như vậy đó. Cùng với bà xã ngồi xem cảnh múa nước. Hai vợ chồng cùng ly một cái nha. Chúc em sức khỏe vui ở đây nha. Xin mời em. Nước phun và múa.
coi cảnh múa nước, vừa ăn cơm tối với bà xã yêu. Rất là vui ha, hai vợ chồng mình thưởng thức nha, sống về là vui lắm em ạ. Đó ngon nè, rượu ngon không em, rượu chán ngon ha. Cảnh múa nước ở đây, hơi nước cũng chính là màn ảnh luôn. Đi vòng vòng trải nghiệm nơi đây, xem đủ thứ hết. Bây giờ bà xã về đây, ở dưới hồ bơi đây rồi đó, nó chờ tưới nước cho mát người thôi. Không thôi vậy là đã một ngày rồi, đã đủ. Bà xã Kim Ngân về lại đây, nhất định chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.